Hôm nay với kim thận thứ 11, trước khi giảng cái phẩm này, tôi nhắc lại trong cái phân tiếp về khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tất cả nhớ. Từ trước chúng ta đã học qua, ngoài cái phẩm ban đầu là phẩm tự ra thì phẩm nó là tổng quát, kế phẩm thứ hai là phẩm phương tiện, cho đến cái phẩm thứ 10 là phẩm pháp sư. Trong mấy phẩm đó đều là khai Phật tri kiến. Tại sao mấy phẩm đó gọi là khai Phật tri kiến? Bởi vì những phẩm đó là Đức Phật Ngài dùng những phương tiện thực tế, cũng như các vị đệ tử cũng dùng những cái thí dụ cụ thể nói lên cái chỗ nhận hiểu của mình, minh chứng rằng mình đã nhận ra có cái tri kiến Phật. Bởi vậy cho nên Phật thọ ký từng vị và từng nhóm, từ Ngài Xá Lợi Phất cho đến kế đó là Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Từ sau rồi tới một nhóm người 500 vị A-la-hán, rồi cuối cùng thì có những cái vị hữu học, vô học như Ngài La Hầu La, Ngài A-nan, vân vân. Thì như vậy tức là những cái đối tượng thuyết pháp phần trước cũng là những cái người có mặt hiện hữu ở trong hội, và cái pháp Phật nói ra những vị đó nhận hiểu rõ ràng. Cho nên sự trình bày mong mỏi được thọ ký của các ngài, Phật liền ứng theo cái cơ duyên mà thọ ký. Cho nên cái phần đó gọi là phần khai, là chỉ ra, khai tức là mở ra cái hướng để cho mình nhìn vào, tức là mình đi vào. Còn đây tới cái phần hiện bảo tháp về sau, tôi sẽ tới đâu tôi sẽ giải thích tới đó. Phần hiện bảo tháp về sau đây là thị Phật tri kiến. Mà như hôm rồi tôi đã nói, thị là chỉ, rồi kế đó là ngộ Phật tri kiến. Ngộ tức là thấy, thường thường ở trong nhà thiền gọi kiến tánh đó, ở đây gọi là ngộ. Tức là khi chúng ta chỉ bằng tay để cho người kia thấy một Phật gì, thì chúng ta vừa chỉ thì người kia liền thấy. Cái chỉ và cái thấy nó không có rời nhau được. Bởi vậy nên cái thị Phật tri kiến này nó cùng với cái ngộ Phật tri kiến nó đi chung lẫn nhau, chứ nó không có chia ra được. Vì vậy mà từ phẩm 11 trở về sau mang hai cái tính quan trọng là thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, tri kiến Phật là cái gì mà có thể chỉ được? Nếu tri kiến Phật là một cái hình tướng, một sự vật thì mình mới thể chỉ được. Còn cái này tri kiến Phật là cái tính giác sẵn có ở nơi mọi người. Tính giác đó nó không có tướng mạo, không có hình thức. Bây giờ muốn chỉ làm sao mà chỉ? Như chúng ta đang sống là nhờ không khí. Mà không khí nó có không có tướng mạo, không có hình thức. Bây giờ có người nói rằng mình sống là nhờ không khí, vậy thì thầy chỉ cái không khí được coi, quý vị chỉ được không? Đó là không khí không thể chỉ được, bởi vì nó không có hình tướng. Nhưng mà nó có hay không? Nó hiện có. Hiện có, nó là một nhu cầu thiết yếu cho sự sống mà chúng ta không thể chỉ được. Bởi vậy cho nên tới phần này
thì nó là một cái phần lấy hình ảnh để biểu trưng cho cái tri kiến Phật, mượn hình ảnh để cho chúng ta nhận, chúng ta hiểu, chứ không phải là những cái tướng thật. Do đó cho nên nếu học mấy phẩm này mà chúng ta nặng về hình thức, chấp về chữ nghĩa, thì chúng ta không hiểu được cái thâm ý về thị Phật tri kiến. Vì vậy cho nên từ Hiện Bảo Tháp cho tới Đề Bà Đạt Đa vân vân, những cái phẩm đó đều là mượn hình ảnh để nói lên cái tri kiến Phật sẵn có muôn thuở không mất. Và cái tri kiến Phật đó nghĩa là lúc nào mà mọi người đều tin nhận thì nó là hiện tiền. Cho nên cái bảo tháp hiện khi Đức Phật Thích Ca nói Kinh Pháp Hoa, và Kinh Pháp Hoa tức là chỉ tri kiến Phật, mục tiêu hay là bản hoài cái chư Phật ra đời là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Như vậy thì trong Kinh Pháp Hoa là mang cái tính cách giải bài cho chúng ta thấu hiểu được nơi mọi người chúng ta có cái tri kiến Phật, nhưng mà muốn chia cho từng phần để dễ hiểu. Vì vậy mà mới chia ra thị Phật tri kiến, khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Chứ thực ra thì toàn bộ kinh này đều chỉ cho mọi người nhận rõ nơi mình sẵn có cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật tức là cái thấy, cái biết Phật đã sẵn trong con người ngũ uẩn thất đại này, chứ không ở đâu xa, không phải từ nơi nào khác. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói từ phẩm Hiện Bảo Tháp trở về sau, tổng quát là như vậy. Bây giờ đi thẳng vào trong cái phẩm này. Phẩm Hiện Bảo Tháp tức là hiện ra cái tháp báo. Lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng bảy báo, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không. Các món vật báo cao dồi 5.000 bao lên, nghìn muôn Phật phòng nhà, vô số tràng phan để im sức đó. Chuỗi ngọc báo rủ xuống, muôn nghìn linh báo treo trên tháp, bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn, khắp cùng cả cõi nước. Các phan lọng đều dùng bảy thứ báo, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hiệp lại thành, cao đến ngang cung trời tứ thiên vương, trời đao lợi rưới qua mạng Đà La, cúng dường tháp báo. Thì đoạn này diễn tả cái tháp, trong tháp đó là chứa một Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu xa không có thể biết nổi. Thì như vậy cái tháp này nghĩa là từ ở đất vọt lên trên hư không, rồi trụ ở trong hư không. Cái tháp đó bằng bảy báo, và trong tháp đó có chứa Đức Phật, gọi là Phật Đa Bảo. Đa Bảo cũng là nhiều báo, thì ở dưới sẽ nói. Thì như vậy thì trong cái tháp này, nếu mà mình hiểu về cái lý đó, lý tức là cái hình ảnh biểu trưng, cái tháp này là biểu trưng cái gì? Là biểu trưng rằng nơi con người chúng ta, như Kinh Lăng Nghiêm nói, thân chúng ta do bảy thứ nó tạo thành, hay là cả cái nhân gian này cũng do bảy thứ tạo thành, gọi cái danh từ chuyên môn là thất đại. Thất đại, một là gì? Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Bảy cái đó.
địa thủy hỏa phong không thức và kiến. Như vậy thì bảy cái đó nó bao gồm hết về phần hình thức vật chất và cái phần tinh thần, chữ kiến và chữ thức đó, hai cái nó thuộc cái phần tinh thần và cả hư không nữa. Thì như vậy trong thế gian này không ngoài bảy thứ đó, từ con người tới muôn vật, nghĩa là không có ngoài bảy thứ đó. Mà ở bảy thứ đó nếu chúng ta mê thì nó là thất đại, nếu chúng ta giác thì nó biến thành nó thất bảo. Mà mỗi một cái phần cái tháp này cao 500 do tuần, ở đây dùng chữ, dùng con số 5 rất nhiều, thì đó là để mang cái tính chất là năm uẩn hoặc là thất đại. Pháp thân chúng ta nằm sẵn trong thân năm uẩn này, nằm sẵn trong cái thất đại này, chứ không có ở đâu xa lạ. Vì vậy cho nên ở đây dùng cái hình ảnh đó để nói lên cái tháp hiện ra, là nói trong cái thế gian này do thất đại mà có. Rồi thất đại đó nếu mà mình giác ngộ thì gọi đó là thất bảo, mình mê thì gọi là thất đại, vân vân. Đến đoạn dưới: các trời khác và rồng, Dạ Xoa, Càn Tháp Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân, vân vân, nghìn muôn ức chúng đều đem tất cả hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng, kỹ nhạc là cúng dường tháp báo, đồng cung kính tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ trong tháp báo vang tiếng lớn ra khen rằng: hay thai, hay thai, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh giáo Bồ Tát Pháp, Phật sở hộ niệm, diệu pháp liên quan. Đúng thế, đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Phật nói đó đều chân thật. Như vậy thì đến đây chúng ta mới thấy rõ ở trong tháp chứa đựng cái gì. Chứa đựng cái thân của Phật. Mà thân Phật đó là Phật nào? Tức là Đức Phật Đa Bảo. Như vậy thì Đức Phật ở trong tháp là Đức Phật đã từ quá khứ thị tịch rồi, mà tại sao bây giờ lại hiện ra trong cái hội nghe pháp, nghe kinh Pháp Hoa này? Thì như vậy để nói lên rằng đó là tất cả mọi người chúng ta sẵn có cái tính Phật hay là cái tri kiến Phật, nếu gặp duyên để mà hướng dẫn khai thác thì tự nhiên nó hiện ra, nó sẵn đó chứ không có thiếu, không có vắng. Cho nên nói rằng Đức Phật Đa Bảo hiện ở trong tháp báo để đến đây minh chứng rằng lời Phật Thích Ca nói là đúng, và tán thán Đức Phật Thích Ca. Thì nếu mà quý vị nghĩ cái tháp của Đức Phật và Đức Phật đã tịch rồi, thì nếu cái thân còn trong tháp là do cái sức định mà còn, chứ làm sao mà tới đây lại nói được. Như vậy thì mới thấy rằng cái ý của đoạn này nói khi mà tất cả chúng ta gặp cái duyên khai thác để mình nhận ra được cái tri kiến Phật, tức là kinh mà giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hữu Niệm, tức là kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa tức là chỉ toàn thân chư Phật, là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật đó. Như vậy đó là toàn thân chư Phật, mà đó là một cái điều chân thật, muôn đời chư Phật đều thấy như nhau. Quá khứ Phật thấy cũng như thế, hiện tại Phật thấy cũng như thế. Vì vậy mà khi Đức Phật Thích Ca nói ra
thì chư Phật cũng đều hộ niệm, giống như là chúng ta cùng một hội, đồng hiểu, đồng thấy nhau, không có gì khác. Bây giờ bốn chúng thấy tháp báo lớn trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vang tiếng nói ra, đều được pháp hỷ lấy làm lạ chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay rồi đứng một bên. Lúc đó có vị Đại Bồ Tát tên Đại Nhạo Thuyết biết lòng nghi của tất cả trời người Atula vân vân trong thế gian mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế? Thì quý vị thấy, từ phẩm thứ 10 đã về trước, những cái người mà đối cơ để Đức Phật nói pháp hoặc là để hỏi Đức Phật đều là những vị đệ tử có mặt từ trong 1520 vị thường theo Phật. Còn ở đây một vị đứng ra hỏi lại làm vị Đại Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết. Đại Nhạo Thuyết là sao? Đại là lớn, nhạo là ưa, thuyết là nói, tức là Bồ Tát ưa nói. Như vậy thì cái hình ảnh biểu trưng thì cái người đứng ra thưa hỏi cũng là một biểu trưng, chứ nó không phải là cái thực tế như đoạn trước. Như vậy thì mình mới thấy, nghĩa là đoạn trước thì không có vị Bồ Tát nào đứng ra thưa hỏi, mà chỉ toàn là những vị tỳ kheo hầu Phật, theo Phật lâu ngày, lâu năm. Còn ở đây, tới cái phần biểu trưng thì lại có những vị Bồ Tát theo cái ý nghĩa mà hiện ra nó sai biệt, chứ không có phải là những vị lịch sử theo Phật Thích Ca ở trong sử đã ghi như trước. Lúc đó Phật bảo Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, trong tháp báo này có toàn thân Như Lai, thời quá khứ về trước cách đây vô lượng, nghìn muôn ức vô số cõi nước, ở phương Đông có nước tên Bảo Tịnh, có trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu hành đạo Bồ Tát, phát lời thệ nguyện lớn rằng: Nếu ta được thành Phật, sau khi diệt độ trong cõi nước ở mười phương, có chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh khen rằng hay thay. Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp diệt độ, ở trong đại chúng trời người bảo các tỳ kheo rằng: Sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân của ta, thời nên dựng một tháp lớn. Đức Phật đó dùng sức nguyện thành thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước, nếu có nói kinh Pháp Hoa, thời tháp báo đó đều nổi ra nơi trước toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng: Hay thay, hay thay. Đại Nhạo Thuyết, nay tháp của Đa Bảo Như Lai vì nghe nói kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất nổi lên khen rằng: Hay thay, hay thay. Quý vị thấy Phật là đã thành Phật, mà đã thành Phật rồi còn thèm nghe pháp như mình không? Bởi vì Phật thành Phật rồi thì pháp mà Phật nói là cái pháp mình đã chứng, đã ngộ rồi, nghe nó cũng là dư, là thừa, phải không? Đó, cũng như những cái gì mình đã nghe, đã hiểu hoàn toàn hết rồi, bây giờ có ai nói nữa mình thích tới nghe không? Đâu có thích, phải không? Mà tại sao Đức Phật này đã nhập chiếc bàn rồi mà nói rằng nguyện rằng ai chỗ nào có Phật nói pháp đó, là lúc đó cái tháp Ngài hiện ra, rồi hiện thân Ngài ra để mà nghe pháp, để mà chứng minh trong hội đó. Thì như vậy để thấy cái ý nghĩa biểu trưng nó rõ ràng. Bởi vì đây nói rằng Đức Phật đó tên là Đa Bảo, cõi nước của Ngài tên là Bảo Tịnh, phải không? Tên là Bảo Tịnh, Phật tên là Đa Bảo, nước là Bảo Tịnh. Thì Đa Bảo là nhiều báo, Bảo Tịnh
là cái của báo trong sạch. À, như vậy thì hai cái vừa tên nước vừa tên Phật đều mang cái tính chất là bảo, là quý báo. Mà tất cả những cái của đồ quý báo như là những cái hạt minh châu hay là những hòn ngọc quý lúc nào cũng là trong, là sáng, phải không? Mà bởi cái trong sáng đó cho nên mình mới thấy từ trước đến đây các vị Bồ Tát hay dùng cái thí dụ là hòn ngọc minh châu cột trong chéo áo vân vân, đó là để nói lên cái tri kiến Phật của mình nó trong sạch, mà nó không có bị thời gian không gian hủy hoại, cho nên nó rất là cao quý vô cùng vô tận. Vì vậy mà nói nó là bảo. À, thì như vậy Đức Phật đó là tên Cao Bảo, cõi nước tên Bảo Tịnh, thì như vậy là nói lên Phật Đa Bảo, tức là Phật Pháp Thân đã sẵn có của tất cả chúng sinh. À, bởi vì Pháp Thân thanh tịnh, Pháp Thân là trên hết. Như khi Phật ra đời, Ngài chỉ trời, chỉ đất, đến thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn đó, đó là trên hết. Tại vì sao trên hết? Vì là cái không sanh, không diệt mà trùm hết, cho nên nó là quý, là báo. Như vậy thì trong tháp có thân của Phật Đa Bảo, thì như vậy chúng ta mới thấy rõ ràng cái ý nghĩa thân Phật Đa Bảo nằm trong cái tháp bảy báo. À, thì bây giờ chỗ này tôi tạm ví dụ cho quý vị thấy. Cái ví dụ thứ nhất là về thân. Nếu mà người nào trong tâm không có một chút phiền não với giấy bệnh, và cũng không có một ý niệm xấu xa nó sinh khởi, tâm mình không phiền não, không có niệm xấu xa, thì thân người đó làm sao? Nhìn thấy tươi vui hay là âu sầu dễ ghét? À, nếu tâm mình không có một niệm xấu dễ khởi, không có một chút phiền não dễ bận, thì mình được cái tâm an lành thanh tịnh. Mà tâm an lành thanh tịnh cho nên gương mặt nó vui tươi, phải không? Gương mặt vui tươi, toàn thân mình thấy hiện ra một cái dáng, cái vẻ nó thanh tịnh hết. Như vậy thì từ tâm thanh tịnh hiện ra cái thân thanh tịnh. Còn nếu từ cái tâm mà phiền não hiện ra thân sao? Thân cũng phiền não. À, có người nào mà đương giận, đương ghét ai cái mặt thấy dễ thương không? À, thì cái mặt có sắc sủa không? Nghĩa là nếu mà trong cái tâm mình nó nặng nề phiền não thì cái dáng mình nó cũng tối tăm, phải không? Bởi vậy cho nên ở đây nói rằng nếu mà tâm mình thanh tịnh rồi thì mọi cái hiện ra thân nó cũng là thanh tịnh, cho nên nó là báo. Rồi nói tới cái ngoại cảnh, nếu mà mình ở nơi nào mà mình tu hành tâm luôn luôn thanh tịnh trong sáng, rồi tâm mình thanh tịnh trong sáng thì cái cảnh đó nó cũng theo mà trong sáng thanh tịnh. Ví dụ ở tại thiền viện thường chiếu cả trăm vị, mà nếu 100 vị đây á, mà có cái vị nào ở tại đây mà đi đứng nằm ngồi suốt ngày tâm họ luôn luôn trong sáng, luôn luôn thanh tịnh, tâm họ thanh tịnh trong sáng, thì người đó nhìn thấy cái cảnh, khung cảnh nó thường chiếu nên thơ hay là đáng chán? À, nhìn cái nào thấy cây bá cũng dễ thương, thấy cây tùng cũng dễ thương, thấy cây đào cũng dễ thương, thấy huynh đệ nào cũng dễ thương hết. Bây giờ ai
từ tâm trong sáng, nhìn cái nào cũng là đẹp hết, phải không? Còn ngược lại, nếu ở trong chúng đây mà có cái người nào đó do một cái niệm hay là do cái hoàn cảnh nào bức bách khiến cho họ bực bội, họ giận dỗi, họ oán trách, họ không ưa, thì khi đó họ nhìn thấy cái cảnh này và những người này sao? Nhìn thấy ai cũng dễ ghét, phải không? Rồi nhìn thấy cảnh sao nó chán quá, muốn sách quá đi cho rồi, phải không? Như vậy thì cũng cảnh này, cũng những người này, mà khi tâm mình nó có những cái phiền não, có những cái chướng ngại, thì cảnh đó nó biến thành xấu xa. Còn nếu tâm mình thanh tịnh, sáng suốt, thì cảnh nó biến thành thanh tịnh, đẹp đẽ. Thì như vậy rõ ràng, nhớ là, từ Đức Phật, Ngài đã giác ngộ, hay là mình nói cách khác, là cái tri kiến Phật, hay là pháp thân Phật, là cái thanh tịnh sáng suốt. Cho nên bản thân Ngài cũng là bằng tất cả đồ báo kết hợp thành, rồi cái pháp Ngài cũng là bằng báo, cái cõi nước của Ngài cũng là báo hết, cái nào cũng thanh tịnh hết, phải không? Như vậy để thấy cái trọng tâm tu là phải ngay ở nơi mình. Nếu mình chuyển được tâm mình thì cảnh theo đó nó chuyển. Còn nếu tâm mình không chuyển được thì chạy xứ nào rồi mình cũng thấy toàn là xấu xa, toàn là phiền não không. Không có đâu là thanh tịnh hết. Đó là cái chỗ mà chúng ta nên hiểu rõ cái biểu trưng này. Thành ra cái biểu trưng cõi nước, bảo tịnh, Đức Phật đa bảo v.v. đó là để chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh. Cho nên pháp thân nó hiện ra trong cái cảnh thanh tịnh. Bây giờ Ngài Đạo Nhỏ Viết Bồ Tát do sức thần của Đức Như Lai mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo Ngài Đại Nhỏ Viết Bồ Tát Ma Tát: Phật đa bảo đó có nguyện sâu nặng. Nếu lúc tháp báo của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước các Đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bài cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phải đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nước trong mười phương, đều phải nhóm cả một chỗ, vậy sao thân của ta mới hiện ra? Đại Nhỏ Thuyết: Các vị Phật của ta phân thân nói pháp ở các cõi nước trong mười phương, nay nên sẽ nhóm lại. Ngài Đạo Đại Nhỏ Thuyết Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật của Thế Tôn phân thân để lễ lại cúng dường. Thì quý vị thấy cái này lại càng làm cho mình thấy nó sáng tỏ thêm cái ý nghĩa gì. Nói rằng cái nguyện của Đức Phật Đa Bảo, nguyện rằng khi cái tháp Ngài hiện ra trong cái hội nghe kinh Pháp Hoa đó, thì nếu Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa trong thời đó, muốn cho tứ chúng thấy được cái thân của Ngài, thì cái thân mà Đức Phật hiện thuyết pháp đó phân ra đi giáo hóa các nơi đó, gọi là phân thân Phật, hay là báo hóa thân Phật đi giáo hóa các nơi đó, phải tụ hội về đủ một chỗ ngồi yên lại, rồi thì chừng đó mở tháp ra mới thấy được thân của Ngài. Còn nếu mà phân thân của Phật đi làm Phật sự các nơi chưa tụ hội về thì không thể mở cái tháp được, và cũng không thấy toàn thân của Phật Đa Bảo được. Như vậy đó là cái ý nghĩa gì? Bởi vì Phật luôn luôn có ba thân. Ba thân là pháp thân, thì pháp thân đây là nói Phật Đa Bảo. Báo thân là chỉ cho Phật Thích Ca đang nói pháp ở đó. Và hóa thân tức là những cái thân mà Ngài phân thân ra đi nói pháp các cõi ở trong mười phương.
Thì như vậy cái phân thân đó là để chỉ cho cái quá thân. Như vậy thì muốn thấy được pháp thân thì quá thân và báo thân phải về cùng chung một nơi. Mà nếu về cùng chung một nơi, những cái quá thân mà về ngồi an trụ rồi thì báo thân sẽ nhập được pháp thân. À, bởi vậy cho nên mới nói phải về ở một chỗ thì mới có thể thấy được cái toàn thân của Ngài. À, thì cái đoạn sau là thấy rõ cái ý đó. Bây giờ Phật phóng một lần sát nơi lông trắng giữa chặng mày, liền thấy 500 muôn ức na do tha hằng hà xa cõi nước ở phương đông. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báo, y báo để làm đồ trang nghiêm. Vô số nghìn muôn ức Bồ Tát đầy dẫy trong nước đó, khắp nơi văn màn báo, lưới báo phủ trên. Đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt mà nói các pháp, và thấy vô lượng nghìn muôn ức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó vì chúng sanh mà nói pháp. Phương Nam Tây Bắc bốn phía trên dưới chỗ tướng sáng long trắng chiếu đến cũng là như thế. Lúc đó các Phật có mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: Hiện Nam Tử, ta nay phải qua thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để cúng dường pháp báo của Đa Bảo Như Lai. Lúc bây giờ cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để dăn ngang tám đường, không có các tụ lạc làng xóm thành ấp, biển cả núi ngoài tới sông ngoài, núi sông cùng rừng trầm, đốt hương báo lớn qua mạng Đà La trải khắp cõi đất, dùng lưới màng báo dăng trùm ở trên, treo những linh báo chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người để ở cõi khác. Lúc đó các Đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả, qua cõi Ta Bà đều đến dưới cây báo. Mỗi cây báo cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái thứ lớp rất trang nghiêm. Dưới các cây báo đều có tòa sư tử cao 5 do tuần, cũng dùng đồ báo tốt mà trao dồi đó. Khi ấy các Đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà ở nơi thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật của mình phân thân, nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng Atula, lại cũng dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước của Phật biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái đều có thứ lớp tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa báo sư tử cao 5 do tuần, dùng các thứ báo để trao dồi những nước đó, cũng không có biển cả sông ngoài và các núi lớn, núi Mục Chân Lân Đà, núi Thiên Vi, núi Đại Thiên Vi, núi Tu Di vân vân, không làm một cõi nước Phật đất báo bằng thẳng, các báo xen lẫn nhau làm màn trùm khắp ở trên, treo các phan lọn đốt hương báo, các hoa trời báo trải khắp trên đất. Thì ở đây quý vị đọc một đoạn dài này thấy nói cái gì? Đây là diễn tả lại phân thân của Phật Thích Ca đi giáo hóa các nơi, mà phân thân của Ngài đi giáo hóa nhiều ít. Nội phương Đông không mà đã hằng hà xa số rồi, phải không? Rồi phương Tây, phương Nam, phương Bắc đều là nhiều vô kể. Như vậy thì thân của Phật là cái thân quá thân đi giáo hóa. Cho nên khi mà trở về đây thì Đức Phật Thích Ca Ngài làm sao có đủ cho mấy vị đó ngồi, cái đủ chỗ cho mấy vị ngồi, thành mới quá ra cái cõi nước, phải không? Như vậy thì cõi nước quá và phân thân cũng là quá, hay ngược lại,
phân thân quá thì cõi nước cũng là quá, chứ không có cái nào là thiệt hết. Thì như vậy thì tôi trở lại nói cho quý vị thấy, ở trong kinh luôn luôn nhắc rằng chúng sinh có 84.000 phiền não, cho nên Phật có bao nhiêu pháp, tức là cũng có 84.000 pháp môn để đối trị. Thì như vậy nghĩa là phiền não chúng ta bao nhiêu thì Phật có mấy nhiêu pháp để đối trị. Như vậy thì Phật hóa thân là Phật nào? Như tôi nói, ở tất cả chúng ta ai cũng có ba thân hết đó. Một là pháp thân, tức là tri kiến Phật sẵn có nơi mình đó. Hai là báo thân, là cái thân quả báo hiện giờ đang mang, đang chịu. Ba là hóa thân. Hóa thân là cái thân đi giáo hóa các nơi đó. Bây giờ tất cả quý vị có thân đi giáo hóa các nơi không? Như đang ngồi đây mà nhớ ở dưới Hà Tiên, cái thấy mình đưa xuống Hà Tiên, phải không? Đưa ngồi đây mà nhớ ở Châu Đốc, cái thấy mình ở Châu Đốc. Đưa ngồi đây mà nhớ ở chỗ nào thì thấy như mình tới đó. Như vậy thì cái niệm giấy khởi nơi này, nhớ nơi này, nhớ nơi kia, thì cái niệm giấy khởi đó, đó là cái hóa thân của mình đó. Bởi vậy nên hóa thân của mình đi giáo hóa hay đi ăn trộm cướp? Phân thân của mình để đi ăn trộm cướp của người ta không à? Làm những chuyện không hay không? Phải không? Đi nơi này cũng làm chọc kẹo, đi chỗ kia cũng phá phách, chứ không có làm cái gì hay. Nhiều vậy, tỷ dụ như đang tu đó. Vậy chứ mà nhiều lúc bỗng nhiên có những cái niệm rất là trần tục ở đâu đó, nó nhảy vô, phải không? Thì đó là đi phá thiên hạ chứ gì. Như vậy thì bởi chúng ta mê, cho nên cái tâm niệm của chúng ta nó mang tính chất phiền não xấu xa. Còn chư Phật đã giác ngộ rồi, cho nên cái phân hóa thân của Ngài, đó là gọi là giấy vừa thấy một cái duyên ở đâu đó thì liền hóa thân đến để giáo hóa. Thì như vậy cái hóa thân đến giáo hóa đó là cái thân thanh tịnh, trí tuệ. Cho nên Phật khởi niệm là khởi trong cái giác, chứ không phải khởi trong cái mê. Mà vì độ chúng sinh cho nên Phật phải khởi niệm, mà khởi niệm giác để giáo hóa chúng sinh. Vì vậy mà chỗ Phật đến thì chỗ đó cũng là thanh tịnh luôn, phải không? Như vậy thì chúng sinh mê có vô lượng phiền não, cho nên Phật cũng hóa thân vô lượng để đi đến mà giáo hóa chúng sinh. Như vậy thì cái hóa thân của Phật đây là do ứng hóa mà ra, chứ không phải thiệt. Cũng như cái niệm tâm niệm của chúng ta thì do ngoại cảnh hay là gió nghiệp nó thổi mà nó hiện ra, chứ nó cũng không có thiệt. Đó là để chỉ cho cái điều kiện căn bản như vậy. Mà bây giờ muốn thấy được pháp thân Phật thì cái hóa thân phải trở về cùng với báo thân, hợp chung một chỗ thì mới thấy được cái pháp thân. Cũng như vậy, chúng ta mà muốn thấy được cái tri kiến Phật, nhận ra được cái tri kiến Phật thì đòi hỏi chúng ta phải sao? Những hóa thân của mình mà chạy đi quấy nhiễu thiên hạ đó thì phải tụ về một chỗ. Mà tụ về thì phải làm sao nữa? Phải ngồi yên, phải không? Tụ về ngồi yên thì chừng đó mình mới thấy được cái tri kiến Phật. Như vậy thì hình ảnh phân thân của Phật Thích Ca đi giáo hóa mười phương đều tụ về, rồi Phật Thích Ca mới được mở cửa tháp, rồi thân của Phật Đa Bảo mới hiện ra, vân vân. Là để nói lên cho chúng ta thấy rằng muốn thấy Phật tri kiến hay là thấy cái tánh giác của mình
là pháp thân, thì ngay nơi thân hiện tại chúng ta, những tâm niệm chạy theo ngoại cảnh nó phải dừng lại, yên định, thì cái pháp thân mới hiện tiền. Còn nếu tâm nó còn lăng xăng, còn rối loạn, thì không bao giờ chúng ta thấy được pháp thân. Đó là một cái ý nghĩa mà ở đây nói rất là rõ. Cho nên chúng ta đọc ở đây, chúng ta lại thấy có cái chuyện tức cười, nó lạ lùng, nó mâu thuẫn. Tại sao mà quá phân thân của Phật Thích Ca là lệ thuộc về Phật, phải không? Về Ngài. Mà phân thân là cái của Ngài phóng ra. Mà tại sao cái của Ngài phóng ra mà lại phải nước trang nghiêm hơn, hơn cái thân thiệt của Ngài? Cái thân thiệt của Ngài thì ở cõi này nào, đất núi, sông, gò nóng, đất, cái đá, sỏi cát lộn xộn hết, phải không? Còn cái quá thân là phân thân của Ngài thì cái cõi nước trang nghiêm, nào là hoa báo, nào là tràng phan, toàn đồ báo không? Thì như vậy thì sao? Như vậy thì chẳng lẽ cái phân thân đó nó có giá trị hơn cái thân báo này sao? Đó là một cái mà tôi nói cho quý vị thấy. Cái ý nghĩa mà trong đây nếu mình không hiểu thì mình sẽ đâm hoang mang, mình thắc mắc, không biết tại lý do gì như vậy. Nhưng mà đây thực là quý vị thấy khi mà chư Phật đó tụ hội về thì lúc đó cái cõi nước này nó còn gò nóng, nó còn núi sông, còn những cái đồ nhơ nhớp nữa hay không? Đó là lúc đó thì Đức Phật Thích Ca là giờ đi hết trơn, phải không? Giờ đi hết rồi, chỉ thuần còn lại là một cõi nước thanh tịnh. Trong đó tất cả chúng sinh, nào kể cả trời, cả người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều dời hết, chỉ còn một cõi nước bằng phẳng thanh tịnh. Thì như vậy để nói lên rằng khi mà cái phân thân của Phật hay là quá thân của Phật tụ hội về một chỗ yên tịnh thì cõi nước cũng biến thành thanh tịnh. Như cái vụ mà tôi nói hồi nãy, nên chúng ta khi nào mà vọng tưởng nó được lặng lẽ, chỉ còn một tâm trong sáng thanh tịnh, thì lúc đó cõi nước của chúng ta cũng biến thành thanh tịnh, phải không? Mà bây giờ nếu lúc nào chúng ta còn nghĩ điều dở, nghĩ điều xấu, thì đó là còn cảnh địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ nó có. Còn nếu lúc mà tâm chúng ta thanh tịnh rồi á, thì những cái cõi ngạ quỷ súc sanh nó liền mất hết, phải không? Mà nhất là tới hoàn toàn thanh tịnh như Phật á, thì cả trời và người cũng mất luôn nữa, cũng bị dời hết, phải không? Chỉ còn có hội chúng nghe pháp, tức là những người nghe pháp qua, hay là nói cái khác là những người đang sống với tri kiến Phật của mình. Còn tất cả cái hình ảnh cõi trời, cõi người và địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều không còn nữa. Đó, thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa là khi tâm thanh tịnh toàn là trong sáng thì cái cõi nước nó sẽ hoàn toàn trong sáng, nó không có những cái gì xấu xa lẫn lộn trong đó hết. Thì đó là tôi nói cái ý nghĩa khi mà ba thân tụ họp lại một chỗ, nó là cái ý nghĩa như vậy. Bây giờ tới đoạn kế. Lúc đó các đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báo, đều sai thị giả. Vị thị giả qua thăm viếng Đức Thích Ca Mâu Ni, đều đưa cho đầy bụng hoa báo, mà bảo thị giả rằng: Thiện nam tử, ngươi qua đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này: Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn đều an ổn chăng? Rồi đem qua báo này rải trên Phật để cúng dường, mà thưa rằng: Đức Phật kia cùng muốn mở tháp báo này, các Đức Phật sai người đến cũng như vậy.
Thì như vậy đoạn này chúng ta lại thấy, nghĩa là chư Phật ở các nơi tụ về, rồi sai thị giả tới hỏi thăm Đức Phật Thích Ca có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, chúng Bồ Tát Thanh Văn được an ổn không? Thì câu hỏi này là cái câu hỏi thông dụng nhất ở trong các kinh, phải không? Luôn luôn thì chư Phật ở các nơi hoặc là Bồ Tát các nơi dâng lời Phật đi về dự hội thì đều hỏi Đức Phật Thích Ca như vậy. Thì cái câu hỏi này chúng ta nên lấy cái đó làm cái khuôn hay là cái mực thước để mà chúng ta bắt chước theo. Mai kia mốt nọ đó, quý vị mỗi người đi giáo quá mỗi nơi rồi, khi về gặp nhau thì phải hỏi thăm sao, hỏi thăm sao cho đúng tinh thần của Phật dạy đó. Về hỏi sư huynh lúc này ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và đại chúng từ lớn tới nhỏ có an ổn chăng, phải không? Nên như vậy là cái thăm nó mới đủ. Thăm bản thân ông thầy trụ trì, rồi thăm luôn cả chúng nữa, phải không? Nếu mình nhiều khi gặp nhau cái mình hỏi qua la sức khỏe ông thầy cái thôi, quên chúng, quên những người xung quanh. Thành ở đây là phải thăm đủ hết, nghĩa là bản thân của cái vị thầy là huynh đệ của mình đó, được ít bệnh, ít khổ, có sức khỏe, ăn vui không? Rồi thăm những cái chúng lớn, chúng nhỏ, chúng lớn là Bồ Tát, chúng nhỏ là Thanh Văn, đều được an ổn chăng? Rồi từng đó mới cúng dường gì đã cúng, phải không? Chứ còn chưa hỏi thăm cúng dường trước thì không hợp lý. Thì cuối cùng thì tất cả đều nói rằng chúng, tất cả chư Phật đó đều đồng ý muốn được mở cái pháp báo. Thì tới đây Đức Phật Thích Ca ngài mới chuẩn bị mở pháp. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đều ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở pháp báo. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không, tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báo, vang ra tiếng lớn như tháo khóa chốt cửa, chốt mở cửa thành lớn. Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báo ngồi tòa sư tử, toàn thân thông rã như vào cảnh thiền định. Lại nghe Phật đó nói: hay thai Thích Ca Mâu Ni Phật, sướng thích nói kinh Pháp Hoa đó, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này. Bấy giờ hàng tứ chúng thấy Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước, nói lời như thế đều khen là việc chưa từng có, đều đem qua trời báo rải trên Đức Phật Đa Bửu và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Phật Đa Bửu, Đức Đa Bửu Phật ở trong tháp báo chia nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói rằng: Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đến ngồi trong tòa này. Tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tháp báo, ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó. Như vậy thì quý vị thấy đến đây nó là cụ thể hóa cái hình ảnh mà trước mình thấy nó còn xa cách, nghĩa là khi chư Phật quá thân tụ về ngồi yên rồi thì Đức Phật Thích Ca ngài mới mở cửa được cái tháp báo. Mà mở cửa tháp báo rồi mới thấy thân của Đức Phật Đa Bảo vẫn còn toàn vẹn ở trong cái tháp, mà Đức Phật Đa Bảo còn nói chuyện nữa, còn mời ngài vô đó ngồi nữa, chia nửa tòa ngồi. Thì như vậy để thấy rằng khi mà quá thân tụ hội về thì báo thân với pháp thân cũng cùng về một chỗ, nó không còn tách rời, không còn riêng lẻ nữa. Như vậy thì để thấy rằng pháp thân là cái mà sẵn có muôn đời. Nếu chúng ta biết
dừng hết mọi cái tâm điên đảo vọng tưởng lại, thì ngay nơi báo thân này nó có pháp thân, chứ không có đâu xa hết. Pháp thân với báo thân không còn cách biệt nữa. Còn khi mà cái vọng tưởng điên đảo chúng ta phóng túng chạy đi duyên theo ngoại cảnh, theo sáu trần, thì lúc đó pháp thân không bao giờ hiện. Đó là một cái điều hết sức là rõ ràng. Như vậy thì pháp thân và báo thân không hai. Và pháp thân đây ở trong kinh nói là tri kiến Phật, tức là nơi chúng ta đều sẵn có cái thấy biết Phật. Cái thấy biết Phật đó không người nào thiếu. Nhưng mà nếu cái tâm vọng tưởng của chúng ta còn dấy động thì không bao giờ thấy. Khi tâm vọng tưởng đó hết dấy động thì liền hiện ra ngay nơi cái báo thân của chúng ta đây, chứ không đâu xa cách. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Bây giờ đại chúng thấy hai Đức Như Lai xếp bằng ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báo, thời đều nghĩ rằng Đức Phật ngồi trên cao xa, cúi mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng đều ở trong hư không, rồi dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng: ai có thể ở trong cõi ta bà này giọng nói kinh diệu pháp liên qua, nay chính phải lúc Như Lai không bao lâu sẽ vào niết bàn, Phật muốn đem kinh pháp qua này phó chúc cho có người. Thì như vậy chúng ta thấy một cái lạ là tại sao cái tháp đó không có hiện ở trên ngọn núi hay là trên mặt đất mà lại hiện trên hư không. Rồi khi Đức Phật Thích Ca muốn lên đó cũng phải lên trên hư không rồi mới vào được. Còn chúng bây giờ muốn chiêm ngưỡng hai Đức Phật ngồi trên tháp thì đứng ở dưới đất làm sao chiêm ngưỡng được, rồi thành ra phải cầu xin Phật tiếp lên trên hư không để mà nhìn thấy tạng mặt Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca, phải không? Thì như vậy cái hư không này là cái tính cách biểu trưng cho cái trí tuệ bát nhã, muốn diện kiến được chư Phật pháp thân báo thân thì phải có đầy đủ trí tuệ bát nhã. Có đầy đủ trí tuệ bát nhã thì mới diện kiến được chư Phật. Nếu không có trí tuệ bát nhã thì khó mà diện kiến được Phật. Cho nên quý vị thấy ở trong nhà thiền thường nói cửa thiền là cửa không, phải không? Hay nói là không môn. Đó. Tại sao mà cửa không? Cửa là phải có chứ. Nhưng mà nói cửa không là để thấy rằng cái người bước vào tu thiền thì phải từ trí tuệ bát nhã. Từ trí tuệ bát nhã đó để dẹp bỏ hết những cái cột trói, những cái dính mắc của căn trần thức, dẹp bỏ được những cái dính mắc đó rồi thì cái trí tuệ bát nhã mới viên mãn. Mà trí tuệ bát nhã viên mãn thì mới thâm nhập, mới nhận ra được cái tri kiến Phật hay là cái Phật tánh. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa này. Cho nên mới nói rằng bát nhã có ba đó: văn tự bát nhã, rồi gì nữa, quán chiếu bát nhã, rồi thật tướng bát nhã. Thật tướng bát nhã là chỉ cho cái thể pháp thân. Mà muốn thấy được pháp thân thì từ cái văn tự mình tiến lên tới quán chiếu, từ quán chiếu rồi mới đến được cái thật tướng. Như vậy thì nghĩa là để nhìn xem thấy được Phật đó là quán chiếu bát nhã, phải không? Từ cái quán chiếu bát nhã đó rồi mới tiến vào, mới thấy được cái pháp thân đó là thật tướng bát nhã. Thì nó rõ ràng, ý nghĩa nó đầy đủ như vậy.
Khi ấy Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, thì bây giờ trong bài kệ lặp lại đây, tôi chỉ nói từng chặng đại khái. Cái chặng thứ 7 đó, từ số 7 đến hết đó, là chặng đó là lặp lại về cái hình ảnh, cái bảo tháp của Phật hiện ra như thế nào và được sự cúng dường như thế nào cho chúng nghe, thì lặp lại ý nghĩa trước, không có gì khác. Còn từ cái đoạn số 8 đến hết đó là để tán thán về cái kinh Pháp Hoa này là quý báu. Bởi quý báu cho nên dầu Phật quá khứ cũng phải đến mà nghe nữa. Đó là cái lối phương tiện nói. Nhưng mà chúng ta đọc bốn câu này trong đoạn 8 thì thấy ý nghĩa rõ ràng. Nói rằng Đức Đa Bửu Như Lai và cùng với thân ta, nhóm họp các quá Phật phải nên biết ý này. Như vậy thì Phật dạy rằng về Đức Phật Đa Bửu và Phật Thích Ca ngồi chung tòa cùng quá Phật tụ hội về, cái ý nghĩa này mình phải nên biết cho rõ, chứ đừng có mắc kẹt ở hình tướng, ở hình thức. Nếu mắc kẹt hình thức là không hiểu gì về cái ý nghĩa này hết. Thì như vậy, Đức Ba Bửu là Pháp Thân, Đức Thích Ca là Báo Thân, Quá Phật là Quá Thân. Khi Quá Thân tụ hội về chung một chỗ yên định, thì Báo Thân và Pháp Thân sẽ cùng chung hiện, không có thiếu. Cái ý nghĩa nó rõ ràng như vậy. Vì vậy mà nói Kinh Pháp Hoa này là để chỉ cho cái tri kiến Phật, tức là một cái hiện tượng của Pháp Thân lộ liễu ra. Cho nên chúng ta phải quý, phải trọng, phải ráng mà thọ trì. Đến cái đoạn thứ 9 thì cái đoạn này là cốt nói lên cái ý nghĩa Kinh Pháp Hoa rất là khó mà đem ra, khó mà thọ trì, khó mà đem ra giảng dạy. Thì cái khó đó Đức Phật dùng những cái ví dụ mình không thể tưởng tượng nổi khó như thế nào. Trong đây Đức Phật nói cái dụ thứ nhất là nói rằng các thiện nam tử đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn. Đó là khuyến khích. Bao nhiêu kinh điển khác, số nhiều như hằng sa, dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó. Nghĩa là mình nói hết tất cả kinh điển Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng cũng chưa có phải là khó. Rồi cái ví dụ còn khó hơn những cái việc làm đó. Bây giờ giả sử trong những việc làm trước có gì nào làm được không? Đâu có ai làm được. Nghĩa là nếu mà nói lấy ngón chân mình mà hất một cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này nó văng xa qua mấy cõi nước, chừng nào mà làm được việc đó, phải không? Mà nói cái đó còn không khó bằng ở trong thời ác mà nói Kinh Pháp Hoa. Sao lạ vậy? Như vậy thì hiện giờ nói rằng trong thời ác nói Kinh Pháp Hoa là khó hơn mấy việc đó. Nhưng mà mấy việc đó tôi làm không được, mà sao bây giờ tôi lại nói Kinh Pháp Hoa nữa? Như vậy thì Phật nói có lát thịt hay không? Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu. Ở đây dùng chữ trong đời ác. Đời ác là cái thời mà tâm chúng sinh đương phóng chạy, phóng chạy để giành hơn, giành thua, để khen mình, chê người, để lấn hiếp kẻ yếu, để vua nịnh người mạnh, vân vân. Khi mà cái tâm người ta đưa cuồng loạn, tranh giành, dối gạt như vậy, thì chỉ cho họ cái tri kiến Phật trong đó dễ hay khó? Mà tri kiến Phật thì nó không có, dừng mấy cái đó lại mới thấy, phải không? Mà trong khi nó đương rối bời như vậy mà chỉ thì khó là dễ. Thành ra nói tới kinh này là nói tri kiến Phật,
chứ đừng có nói rằng mình giảng bằng chữ bằng nghĩa này, giảng chữ nghĩa này thì ai làm không được. Nhưng mà chính cái tri kiến Phật mà chỉ cho người ta nhận, trong khi người đó hay là những chúng sinh đó được phóng tâm chạy ngược để xuôi theo sáu trần, mà muốn chỉ cái chân thật đó thì họ bao giờ họ hiểu. Mà không hiểu được tức là cái nói kinh mà không thành công rồi đó. Mà không thành công tức là không được kết quả, thì đó là khó chứ gì, phải không? Khó là ở chỗ đó đó. Mà trong đây lại dùng cái hình ảnh này mình dễ thấy nhất. Nó giả sử gặp kiếp thiêu gánh nạn mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta nhận độ, nếu người trì kinh này vì một người mà nói, đây thời mới là khó. Như vậy thì quý vị đừng nói là cái kiếp thiêu, tức là cái kiếp quả, khi mà cái quả đất mình bị cháy. Bây giờ chỉ nói cái nhà đương cháy đi, nhà đương cháy rần rần hay đống rơm đương cháy rần rần đó, mà mình mang cỏ khô vô mà đừng cháy thì dễ hay khó? Đó là cái chuyện hết sức khó, không bao giờ có. Như vậy đó mà Phật nói, nghĩa là sau khi Phật diệt độ mà có người trì kinh, rồi vì một người nói, đây còn diệt, đó là còn khó hơn nữa. Thì quý vị thấy khó không? Bởi vì mình thấy nghĩ nó tới trì kinh mà mình tụng. Thấy không? Mình trì tụng tức là mình nhớ thuộc lòng kinh, kinh Pháp Hoa, đó là trì. Rồi vì ta nói chữ, nói nghĩa trong kinh đó, thì đó là vì người nói. Nhưng mà cái đó thì có khó gì đâu. Nhưng mà trì kinh đây, như bữa hổm quý vị nhớ, Phật bảo mình muốn nói kinh thì phải làm sao? Phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mới đủ tư cách mà nói kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ chúng ta được cái đó chưa? Thì chính chưa được thì mình đâu phải là người trì kinh. Mà không phải trì kinh thì mình nói cho người ta nghe thì cũng nói chuyện ở đâu đâu, chứ không có cái thực của kinh Pháp Hoa, phải không? Nghĩa là mình muốn nói kinh Pháp Hoa là chỉ cho người ta nhận ra cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật đó chính bản thân mình nhận được. Mình ở trong cái cảnh luôn luôn là từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ bát nhã đó, phải không? Trí tuệ bát nhã tức là thấy cái nghĩa không đó. Thì mình như vậy đó mới là trì kinh, rồi mới đem cái đó ra nói cho người ta để người ta nhận ra, chỉ cho người ta thấy được cái tri kiến Phật. Thì cái chuyện đó mới thiệt là khó. Mà mình bây giờ mình làm nó đâu có trúng cái đó, cho nên mình thấy dễ. Dễ đó là tại mình làm chưa trúng, phải không? Chứ mà làm đúng như vậy thì thật là tất cả chúng ta ai cũng chưa làm được hết, phải không? Như vậy thì tôi giảng kinh Pháp Hoa này cũng là sao? Cũng là làm cái gượng gạo chứ đâu có đúng cái nghĩa chân thật đó, phải không? Cũng là cái gượng gạo vậy thôi. Cho nên rồi mình nghe nói đây cái thôi quý quá, dễ quá, cái mình nói thôi thì ráng trì kinh để đem giảng người ta nghe. Cái đó là việc khó làm nhất. Nhưng mà mình tưởng trì là trì tụng đọc cái thuộc lòng, chứ không ngờ trì là phải sống đúng với cái tinh thần của ba pháp mà Phật đã dạy. Đó. Mà cái chót là cái trí tuệ bát nhã luôn luôn cho vững đó. Rồi thì mới trì được kinh này. Rồi trì được kinh này rồi mới đem ra nói cho người ta để người ta nhận ra, thì chuyện đó đâu phải là dễ, phải không? Bởi vậy nên bây giờ mình nói kinh thì nói, mà cái người nói chưa có đủ ba pháp, rồi cái người nghe thì sao? Thì tâm cũng chính đủ thứ trần lao, cho nên rồi nghe thì nghe cũng không thấy, người nói thì nói chứ cũng không nhập được. Đó, đó là cái chỗ mà khó tôi dẫn cho quý vị thấy. Như vậy thì đó là để tán thán như trì kinh và nói kinh Pháp Hoa rất là khó. Bây giờ tới cái phần thứ 10, tức là cái đoạn chót, thì Đức Phật nói rằng đó là vì hộ Phật đạo, bảo hộ Phật đạo tức là cái đạo giác ngộ của Phật, cho nên chư Phật dù ở đâu nếu có người nào mà thọ trì kinh này, đó là thọ trì cái thân của Phật, phải không?
Mà thực ra thì kinh này tức là mang ý nghĩa báo thân, pháp thân và quá thân đều thanh tịnh, thì đó là toàn thân Phật chứ còn gì nữa. Cho nên thọ trì kinh này là phải biết rõ ba cái ý nghĩa đó, đó là pháp thân thanh tịnh sẵn có, rồi báo thân hiện hữu, thì do cái quá thân thanh tịnh cho nên pháp thân báo thân liền hợp lại một chỗ từ cái pháp thân thanh tịnh đó, nó có sẵn từ muôn thở nào, ai ai cũng có hết, chứ không phải riêng người nào. Bởi vậy nên hiểu được ý nghĩa thì mới thấy mình tưởng như mình được mà không được gì hết, phải không? Tưởng như mình nói kinh Pháp Hoa đó là mình đã ngon rồi, mình đương làm cái việc khó làm mà không già, mình cũng là cái soạn xỉnh thôi, chưa cái gì đáng hết, nên là vì mình chưa đủ điều kiện để mà sống ở trong cảnh đó và chỉ cho người ta thấy cái đó. Bây giờ tiếp.